Thư viện Phật giáo Hòa Hảo thực hiện diễn đọc 500 chuyện bên thầy trọn bộ 3 quyển gồm 1080 trang tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài đạo hơn 60 năm. Xin chân thành cảm ơn nhóm đồng đạo đã tốn nhiều thời gian và công sức để sưu tầm Trần Kiểm Trung trình bày Bản in mới tháng 11 năm 2019 Trân trọng kính mời quý vị, quý Phật tử và quý đạo hữu lắng nghe Diễn đọc Tuấn Anh, Ngọc Minh, Bùi Anh Tuấn và Xuân Hiếu Nam Mô A Di Đà Phật Lời mở đầu Thưa quý độc giả, thính giả kính mến, yêu thầy trọng đạo là tín ngưỡng thiêng liêng. Có khi người tín đồ hy sinh tất cả, chịu đựng được tất cả, miễn sau giữ được niềm tín ngưỡng thiêng liêng ấy, thậm chí nguyện đi với đạo, với thầy từ kiếp này sang nhiều đời kiếp khác. Cho nên, không lời nào mà bày phân cho cản tình nghĩa thầy trò trong niềm tin tôn giáo vẫn luôn canh cánh trong lòng là có ngày được vinh hạnh diện kiến vì nhớ thầy mà kiên trinh giữ đạo vì nghĩ rằng có bền lòng giới đạo thì mới có mặt mũi xứng đáng để kiến diện cùng thầy càng thiết tha nhớ thầy thì càng thiết tha giới đạo, càng dễ cam tâm nhẫn nhịn vượt qua những gai chướng của sự đời để đi đến sự kỳ vọng cao cả. Đấy cũng là sự mầu nhiệm tuyệt vời của cách giáo đạo từ xa của Đức Thầy. Đối với đạo Phật giáo hòa hảo, Đức Thầy ra đời cũng là để đánh thức những duyên lành đã gieo từ trong lũy kiếp. Hiệu ứng như nắng hạn gặp mưa. Có mưa rải xuống, đủ thấm, đủ ấm là nơi nơi có giống, có mầm là đồng loạt rộ lên, mở đầu cư sinh trưởng. Người tín đồ một mặt ôn nhuần sấm giảng thi văn là nghe lời thầy ngôn giáo. Mặt khác, họ còn chú tâm về chuyện bên thầy để hiểu thêm về thân giáo của Ngài. Cho nên, chuyện bên thầy được xem trọng như là một loại kinh điển có suýt lay động và giác ngộ thật lớn đã như là một loại kinh điển thì không thể xem nhẹ làm qua loa mà không toàn tâm toàn ý chú trọng hết mình đến chất lượng của mỗi câu chuyện mỗi hội thoại vì nó là sự thể hiện điển hình cho hình ảnh đức thầy với quần chúng là sự giáo dục song hành với kinh giảng của Đức Thầy đã trước tác, là sự định hướng rất thuyết phục cho người đang tu hiền và giới nghiên cứu học thuật khắp nơi. Họ có thể gì đó mà bỏ cả cuộc đời để học hỏi và thể nghiệm. Từ trước năm 1975, đã có những thức giả gia công làm công việc kể và viết chuyện bên thầy nhưng rời rạc theo những vùng địa phương mà câu chuyện được nhắc đến với mong mỏi phần nào hệ thống hóa lại những gì đã có trước đây chú trọng về nguồn gốc xuất xứ giữ nguyên chú thích về người kể và người sưu tập nếu sự chú thích ấy xác đáng và cần phải được tôn trọng sau mẫu chuyện có thêm phần luận giải để tùy nghi giúp người xem người nghe, nắm rõ thêm cốt chuyện. Với các bậc tiền bối, bậc kỳ cựu lão thành, xin đỡ nâng, giúp sức cho em cháu hậu sinh. Với các tín hữu, xin nghĩ về việc chung mà đồng cảm, trợ duyên, trợ lực. Mong rằng, chúng ta sẽ có một pháp phẩm, những chuyện bên thầy đúng nghĩa đem lại những lợi lạc cho mọi cá nhân và hoàn cảnh. Chân thành bộc bạch cùng người nghe và người đọc bốn phương. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Châu đốc, rằm tháng tư năm Ất Hợi, ngày 19 tháng 5 năm 2019 trần kỉnh trung năm trăm chuyện bên thầy quyển một chuyện thứ nhất có gì lạ một ông lão ở gần nhà đức thầy có ý hoài nghi mấy ông đạo thường có hiện tượng huyền diệu lạ đời. Sau Đức Thầy thì không thấy có gì khác lạ. Như biết được tâm niệm ông lão. Một hôm, Đức Thầy kêu ông lại, bảo ông nhìn vào gương. Ngài đưa một cánh tay lên, trong gương lại hiện ra hai cánh tay. Đức Thầy hỏi, Ông thấy có lạ không? Ông lão vô cùng kính phục đúng là lạ thiệt luận giải xưa nay đối với bậc đã giác ngộ chuyện lạ có vẻ huyền diệu không phải là vấn đề kỳ đặc tuy nhiên các ngài ít khi dùng đến trừ những trường hợp thật cần thiết thời đức phật còn tại thế có lần ngài muốn độ một nhóm lực sĩ nhưng ngài quán thấy họ kém trí tuệ và thiếu nhân duyên nghe Pháp. Ngài buộc phải vận dụng thần lực bằng hai tay nhẹ nhàng nhấc lên một tảng đá to. Trong khi trước đó, đám lực sĩ ấy đã cố hết sức bình sanh mà vẫn không xê dịch nổi. Việc làm này của Đức Phật đã thực sự cảm hóa được nhóm lực sĩ kia. Với Đức Thầy ngày nay cũng thế. Ngài đã thổ lộ hai phương pháp độ đời trong bài Sứ Mạng trên thì nói Phật Pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới, dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh để cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Do rõ thông trình độ căn cơ chúng sinh để ứng dụng đúng phương pháp mà các bậc giác đời đã biến nó trở thành là diệu pháp dưới kết quả bất khả tư nghị. Chuyện thứ hai, đi thăm thầy. Lúc Đức Thầy đang bị người Pháp lưu cư ở Bạc Liêu, có một lão tín đồ đến thăm ngài. Hàng huyên dây lát, Đức Thầy hỏi ông ấy ông xuống thăm thầy tốn hết bao nhiêu tiền ông ấy đáp dạ độ năm bảy đồng thưa thầy đức thầy bảo ông từ nay ông khỏi phải vất vả khó nhọc đi thăm thầy như vậy nữa nếu muốn thăm thầy ông dành dụm đủ số tiền xe rồi ra bàn thông thiên vái thưa thầy con nhớ thầy muốn đi thăm nay con đã dành đủ số tiền lộ phí rồi xin thầy chứng cho rồi đem tiền ấy bố thí cho kẻ tàn tật, lỡ đường, đói rách. Thầy sẽ chứng cho. Luận giải Phương pháp đi thăm thầy này tiện cả đôi đường. Qua thời gian dài, càng thấy tính khả thi cao. Ngày xưa, đi thăm thầy đông đảo, tốn kém cho mỗi người tính đồ, cộng lại biết bao nhiêu. Không chỗ nơi dung chứa hết lóng ngóng lưng chân nhà cầm quyền dòm ngó cấm đoán lại vẽ ra bước lưu cư mới gây thêm khó khăn buồn khổ cho thầy mình người tín đồ đâu hiểu nổi đức thầy đã tiên báo đến ngày nay biết đức thầy đâu mà thăm viếng cho dù có đủ tiền của phương tiện chi bằng theo cách đức thầy chỉ dạy vừa hợp pháp vô di không mất thời gian không gây nguy hiểm, vừa hành pháp, bố thí, lợi mình, lợi người. Và quan trọng nhất, thỏa lòng thỏa nguyện nhất là được thầy chứng cho. Chuyện thứ ba Không nghe lời thầy Có một vị tín đồ đi đến thăm đức thầy. Gặp đức thầy, ông sụp xuống lại đức thầy đỡ ông lên ngăn không cho ông lạy đức thầy vừa rời tay ra là ông sụp xuống nữa để lạy đức thầy tiếp tục đỡ ông lên để ông đừng lạy đôi ba phen như thế đức thầy phải bước sang một bên tránh cái hướng ông đang lạy ấy lạy xong ông đứng lên đức thầy trách một câu rất nhẹ nhàng mà vô cùng thấm thía thầy có mặt ở đây mà nói còn không nghe. Chừng xa thầy, anh em còn làm sao nữa? Luận giải bậc giác đời nên mỗi lời nói, mỗi cử chỉ là một bài học để thức tỉnh. Mà ngay trong thời điểm Đức Thầy nói, chắc người ta chưa thức tỉnh được nhiều. Càng về sau mới càng thấm thía và thương kính Đức Thầy biết là bao về sao có việc đức thầy vắng mặt có việc nhiều người mạo nhận làm trái lời đức thầy dạy có xảy ra người ta mượn danh đạo tạo danh đời nhất là có việc tá danh tá hiệu để nồi da xáo thịt huynh đệ tương tàn thời gian càng ngày càng minh chứng rõ ràng là có việc xa thầy thật sự xảy ra rõ ràng là có việc anh em làm lộng hành hết biết ra làm sao. Người luận giải đây muôn phần cảm kích và kính ngưỡng sự thương yêu tín đồ và sự dạy dỗ chăm chút của Đức Tôn Sư. Chuyện thứ tư Thiên cơ là kinh nghiệm lúc đức thầy đi khuyến hóa tại rạch giá có một vị bác sĩ cùng vài nhân sĩ trong dùng đến giếng đức thầy chuyện giảng một hồi ông bác sĩ hỏi thưa thầy tư tôi có mấy quyển sấm giảng quyển nhất quyển nhì quyển ba đó phải của thầy tư không đức thầy đáp ừ đúng là của tôi viết đó vị bác sĩ hỏi tiếp Tôi thấy trong đây có nói nhiều về thiên cơ là sao hả thầy? Ý là nói những điều hiển hoặc không xác thực. Đức thầy bèn nói, thiên cơ là kinh nghiệm chứ đâu có gì lạ. Cũng như ông thầy thuốc xem tướng và bắt mạch bệnh nhân, rồi đoán biết bệnh nhân ấy bệnh nặng nhẹ ra sao, có qua khỏi được không, thời tiết nào thì trở nặng thời tiết nào thì qua khỏi. Như thế là ông ấy cũng biết thiên cơ, người thông minh là người biết trước điều sẽ xảy ra ở ngày mai. Vậy thiên cơ đâu phải là điều huyễn hoặc là lùng gì đâu. Ông bác sĩ và những người đi cùng rất là khâm phục. Theo lời bác sĩ Trần Lũy. Luận giải Thiên cơ là mấy trời vì là nghĩa như vậy nên con người hay ngại nói đến thiên cơ có người còn hiểu thiên cơ là hư hư thật thật huyền ảo mơ hồ tệ hại hơn người ta còn lợi dụng thiên cơ để hù dọa lừa phỉnh nhằm đạt mục đích không trong sáng của mình nên ai cũng ngại thậm chí có nơi còn thông báo hẳn hòi đến nơi này không nên bàn luận việc thiên cơ hoặc anh nào thường nói chuyện du dơ, đi mây về gió, thì người ta biểu môi, ông thiên cơ quá đi. Đức Thầy đã giải quan cho hai chữ thiên cơ bằng biển chứng khoa học. Giới giải thích như vậy, dù là giới nào cũng phải biết thiên cơ. Thầy giáo cũng phải biết thiên cơ. Học dạy thì rất chắc, đà này thì thủ khoa. Nghề nông cũng phải am tường thiên cơ xuống giống gì đợi mưa gặt sớm ngày nào để chạy nước làm kinh tế cũng phải thạo thiên cơ tính diễn biến thị trường phát triển xã hội trước mấy thập niên thiên văn địa lý còn tính thiên cơ hàng triệu hàng tỷ năm bậc lục thông còn thấy trước đến muôn ức cõi biết trước thành hoại mỗi ngương kỳ thượng trung hạ như trong lòng bàn tay tri thức càng cao kinh nghiệm càng dày thì đoán biết thiên cơ càng xa và càng xác đúng như người thợ máy biết từng chi tiết của một cổ máy. Vậy cái nghĩa của thiên cơ rất là hiền lành, tích cực và diệu dụng vô cùng. Còn kẻ mà mù tịch thiên cơ thì người ta cho rằng ăn chưa no, lo chưa tới. Có lo lắng cho lắm thì để nước đến chân mới nhảy chuyện thứ năm giải về nhân quả một hôm đức thầy đến nhà ông tú tài lộc đây là một gia đình có học thức cao nhân dịp này ông tú tài lộc mới hỏi đức thầy về vấn đề nhân quả đức thầy giải thích nhân quả có nguyên động lực và phản động lực ông lộc dường như đã biết nhưng vẫn cố hỏi thêm đức thầy nguyên động lực là sao còn phản động lực là sao đức thầy nói như mình cầm trái banh chọi vào tường là nguyên động lực trái banh vội trở lại là phản động lực biết gia đình ông lộc là gia đình có học thức nên đức thầy giải đáp luật nhân quả theo trình độ của người hỏi cách giải đáp có tính khoa học ấy làm ông lộc ngạc nhiên và rất kính nể luận giải biết bao lần đức thầy gặp phải sự chất vấn có tính thăm dò của giới chức quyền và giới trí thức họ nghĩ rằng với tuổi tác và học lực của đức thầy mà có được ảnh hưởng quá lớn không khéo do sự thổi phòng của hạng người không trí tính nên họ đích thân dùng lửa để thử vàng họ tự hào sẽ tìm ra thực chất của vấn đề nhưng vấn giả chưa rõ đức thầy là ai mà đức thầy thì đã biết rất rõ họ là ai đến với mục đích gì và phần hành xử dành cho từng trường hợp của họ là gì nhân cách lớn như thế mới thu phục được người trí lớn đồng đạo chúng ta đa số không thiện cảm với thái độ của những hạng người ấy đến với đức thầy nhưng trong biển tình thương bao la của đức thầy họ rất có đất để dụng võ đức thầy không một chút khó chịu hay kỳ thị họ lửa càng nung vàng càng rực sáng và khi đã quy phục đức thầy những hạng người cứng cỏi ấy đã là trợ thủ đắc lực cho ngài trong công cuộc mở đạo cứu đời chuyện thứ sáu cảnh giác với sự bất công có một ông là chức sắc trong đạo do phạm vào vụ bê bối nào đó khi làm nhiệm vụ nên một số anh em tín đồ hợp nhau, gửi báo cáo lên Đức Thầy để hài tội ông ấy. Xem xong mấy bản cáo trình, Đức Thầy không vui với cách dùng số đông để gây áp lực lên người thất thế, kiểu trăm dâu đổ đầu tầm. Đức Thầy đưa mấy bản báo cáo lên hỏi. Vậy là người này không có một chuyện gì phải hết hay sao? Luận giải Có một ông thầy giáo đưa lên tờ giấy trắng có một chấm mực nhỏ trong ấy hỏi các em học sinh của lớp mình các em có thấy gì trên tờ giấy này không cả lớp xem qua tìm kiếm rồi đồng thanh trả lời dạ có một chấm mực đen ạ à. thầy bảo các em hãy xem kỹ rồi hỏi lại mấy lần các em đều nhất loạt quả quyết trả lời là thấy có chấm mực đen nhỏ Ông thầy khẽ cười bảo <cười> Thế giờ còn nguyên tờ giấy trắng to thế này Không em nào thấy hết sao Bài học thị phi muôn thở của con người Dạch lá tìm sâu Bới lông tìm vết Cố công tìm tòi Những cái xấu, cái dở Trong khi có nhiều những cái hay Cái đẹp sờ sờ ra đấy Người ta cũng phớt lời đi Việc ấy nó khớp với Cái tính hẹp hòi ganh tị, ích kỷ, không thích ai hơn mình. Mà sách thánh hiền có biết bao lời răng dạy, phải ẩn ác dương thiện, sách minh tâm, lỗi đời khá bỏ qua, đức lục tổ huệ năng. Chuyện người chớ mốc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Cái tính ích kỷ ấy, nó là khắc tinh hủy diệt lòng bao dung, là cái chân ẩm thấp của ngọn nêu từ bi bác ái. Chuyện thứ bảy Nên thương kẻ quấy Có hai người tín đồ của Đức Thầy Rất bất bình tức tối với một ông hàng xóm Ông này vốn không ưa hòa hảo Cứ kiếm chuyện nói xấu, bôi bác đủ điều Nhất là lúc ông ta sai xỉn còn kêu cả tên đức thầy ra mà chửi bới nhịn đến hết chịu nổi một hôm hai người tín đồ ấy quyết đi lên sài gòn trước là viếng thăm đức thầy sau là bày tỏ nỗi uất ức về ông hàng xóm và thỉnh ý đức thầy xem xử sự, sự làm sao lên đến nơi đức thầy ở lúc ấy ngài còn đang trên lầu mấy vị đồng đạo ở nhà dưới mới gạn hỏi hai ông tín đồ mới tới này nguyên do muốn gặp đức thầy để làm chi hai ông này cũng chuyện giảng và trình bày chuyện ông hàng xóm mạ Lị trong đạo cho mấy vị đồng đạo đang ở chung với đức thầy nghe một ông nghe xong liền lên giọng phê bình cũng tại mấy ông làm sao đó chứ khi không ai đi chửi mắng mình bỗng lúc ấy đức thầy xuống tới Ngài nói Cái đó là lỗi tại tôi Tại tôi mở đạo ra dạy đời Người ta không ưa nên kiếm chuyện mã lị đó Mà tôi nói cho ông biết nghe Ai cũng là tín đồ cả Không được rầy la húng hiếp người ta như vậy Nói xong Đức Thầy dây qua hỏi hai ông mới lên Sự việc ra làm sao hai ông mới tường thuộc mọi việc cùng đức thầy đức thầy khuyên hai ông nên thương người ta họ vô phước không gặp thầy gặp đạo nên không rõ tội phước cứ lúng sâu vào đường đau khổ tội lỗi hai ông có được may mắn nên thương kẻ khờ dại hơn mình hai ông nghe xong lòng dịu lắng mát mẻ ra về mà không còn mảy may ý định hiềm thù. Luận giải Chỉ trong thời gian ngắn thoáng qua, mà Đức Thầy đã giải quyết êm xuôi mọi gút mắt mâu thuẫn đâu vào đấy. Việc nào ra việc nấy. Chuyện bấy nhiêu chưa thể hiện tấm lòng Ngài từ ái chứa chan. Trong sấm giảng có câu Biết sao trút hết gánh về ta mang mang cho hết tai nàng thế giới. Nói lên sự bao dung của Ngài, dí bằng biển cả. Đầu tiên, Ngài đã nhận lãnh trách nhiệm là do Ngài mở đạo, mới có cứ để người đời ghét dơ, dèm xỉm. Thứ đến, cùng là đồng đạo, thì không nên hiếp đáp lên mặt với nhau. Sau cùng là, hãy xót thương kẻ quấy vì họ kém duyên kém phước hơn mình cùng ở trong một câu chuyện mà bao nhiêu đạo lý đã hiển bày chứng tỏ chuyện bên thầy là một loại kinh điển được dạy bằng hành động chuyện xảy ra một nơi mà dạy dỗ đến khắp nơi chuyện của một người mà mọi người cùng tiếp thọ đấy là sức khuyến giáo diệu kỳ của đức thầy đã gia cố đạo tâm cho muôn ngàn tín chúng. Chuyện thứ 8, thầy của mình. Vào khoảng tháng 12 năm Bính Tuất 1946, đức thầy và các bộ đội kháng pháp đang lập văn phòng tại nhà ông Tư Đức ở miền Đông. Khi ấy, Ngài có lệnh về miền Tây đòi lên 40 người tín đồ cho Ngài giải việc. Ngày 28 Tết, mọi người có mặt tại tổ đình. Đức ông bảo anh em hãy về lo cúng Tết. Chiều mùng 1 tập hợp, mùng 3 sẽ lên đường. Đoàn người đi bằng xuồng nhỏ, băng qua đồng tháp 10 để lên miền Đông. Suốt 4 ngày đường mới tới nơi. Trong số người đi có ông Tạ Hùng Dĩ, đã quy y theo đạo, nhưng chưa được thấy Đức Thầy lần nào. Nay nghe nói, Thầy đòi, thì lòng mừng khắp khởi, hăng hái ra đi, mặc dù đang bị sốt rét hơn nửa tháng qua chưa khỏi. Suốt đường đi, ông dĩ bị nóng lạnh, nằm co trong nớp, không ăn uống được gì. Khi nào khát quá, thì giói múc một miếng nước cỏ bên ngoài xuồng, rồi niệm Phật mà uống đỡ. Chú thích. Ở Đồng Tháp 10 mùa ấy, nước đồng màu đen thui lại hôi cỏ, khó mà uống nổi. Người ta gọi là nước cỏ thúi. Dù thế, khi đi đến nơi, ông cũng thấy khỏe. Nghe đói bụng, nên nhờ cô Tư, người lo bếp nút nơi ấy, luộc cho một ít cháo. Ăn được hai chén mà còn muốn múc thêm. Thì ngay lúc ấy, có một nữ cán bộ, tuổi độ hai mươi, trên dài mang một bị đồ bước vào kêu đói bụng nói cô tư có cơm cho ăn ba hộp vừa bỏ bị đồ xuống cô ấy vừa hỏi anh tư đi đâu vắng rồi cô tư cô tư đáp thầy tôi hôm nay đi hội nghị chưa về cô cán bộ nói như trách cứ anh đó thiệt lần nào đi hội nghị cũng về tối hết lắng nghe câu trả lời của cô tư ông dĩ mới hiểu là cô đó nói đức thầy ông dĩ lùng bùng hoa mắt không húp nổi chén cháo thứ ba trước giờ hàng triệu tín hữu miền tây chưa ai dám xưng hô kiểu dậy với đức thầy ông dĩ sợ ngồi lâu nơi ấy không dằn nổi bất bình sẽ xin chuyện lôi thôi nên ông bỏ đi ra ngoài do khoay khỏa đi theo con đường cặp mé rạch chừng 10 phút bỗng có người từ xa đi lại nhìn dáng dấp ông dĩ đón chắc là đức thầy khi gặp đức thầy chào ông rồi thăm hỏi về tình hình anh em miền tây tất cả đều mạnh giỏi hết phải không đoạn ngày chàng tai qua vai ông dĩ cùng đi trở lại nơi căn cứ lúc này trên mặt anh tín đồ không còn giấu nổi nét cao có bực bội đức thầy vừa dỗ vai anh vừa nói thầy của mình chứ phải thầy của người ta đâu mà giận. Đức thầy còn lặp lại với anh một hai lần như thế. Anh tín đồ như sực tỉnh, tự cười thầm cho sự cố chấp thiên kiến của mình. Và điều anh rất đổi ngạc nhiên là sao chưa ai nói gì mà đức thầy lại biết. Theo lời ông đại úy Tạ Hùng Dĩ luận giải, các hữu kỳ sư mỗi người đều có thầy và tôn phục thầy mình một cách cực đoan, muốn cho ai cũng phải một lòng như mình. Vì vấn đề này mà thánh chiến xảy ra, nguyên nhân vì tôn giáo này kích bác tôn giáo khác, tín đồ giáo chủ này xúc phạm đến giáo chủ của tín đồ kia, ngai vàng trân quý của hoàng đế còn đổi dời hay tiêu hủy được mà ngai vàng thần thánh ngự trị trong tim óc người ta dù thân thể có hủy diệt đi, nó cũng không tan. Giả lại, người đời thường có sự bảo thủ, cái của mình là đúng. Mình thương ai, muốn mọi người cũng phải thương theo. Mình ghét ai, thì không ai được chơi chung với người đó. Lên xứ lạ, trong môi trường phức tạp, ông tín đồ trong chuyện lùng bùng lỗ tai khi nghe người ta gọi thầy mình bằng anh tư. Ông cứ nghĩ như mình chưa từng thấy từng nghe, đức thầy đã lay anh dậy trong giấc mơ sùng tín cái cảm động đến nao lòng ở đây là cách hóa giải của đức thầy sao mà gọn nhẹ thực tiễn và đầy ấp tình thương yêu lân mẫn với người tín đồ mới đến còn lạ nước lạ cái của mình